Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà mua và bán đồng Ethereum, đồng ETH. Chú ý với anh em là video này mình làm chỉ vì mục đích cung cấp thông tin, anh em không nên xem đó là lời khuyên về tài chính. Phần đầu tiên thì mình sẽ nói qua về mạng lưới Ethereum là gì. Thì Ethereum nó là một mạng lưới blockchain. Thì ở trên cái mạng lưới này người ta sử dụng nó để thứ nhất là người ta tạo nên hầu hết các loại token hiện nay trên thị trường. Nổi bật trong số đó thì anh em có thể biết được một số loại như là đồng USDT này, thì đây là một cái token của mạng Ethereum. Thứ hai nó là đồng Uni, rồi đồng Link, đó rất là nhiều cái đồng được tạo ra trên cái mạng lưới này đó. Ngoài ra trong cái mạng lưới Ethereum này người ta sử dụng nó để mà xây dựng nên các cái ứng dụng phi tập trung DApp. Thì đây trên mạng lưới này người ta sử dụng cái đồng coin nó là đồng Ether, hay còn cái viết tắt của nó là ETH. Thì cái đồng coin này nó được sử dụng để mà trả các cái phí giao dịch ở trên mạng. Ví dụ như khi em muốn chuyển các đồng token như là đồng USDT hay là đồng Uni chẳng hạn, từ cái ví này sang cái ví khác, thì em phải có một cái số lượng Ether, một số lượng ETH để mình làm cái phí chuyển tiền. Rồi ví dụ như khi mà mình giao dịch trên cái mạng, trên cái sàn là Uniswap, và mình muốn mua những cái token ở trên đó, thì mình phải có một cái số lượng ETH ở trong cái ví của mình để mà mình trả các cái phí giao dịch. Đó, thì đó là một vài cái điểm về cái mạng Ethereum này cũng như là đồng ETH. Đó, thì mình lưu ý là anh em là Ethereum nó là một cái mạng lưới blockchain, rồi ETH nó là một cái đồng coin ở trên cái mạng lưới đó. Phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em mua đồng ETH. Ở đây mình sẽ có các cái bước mua như sau. Bước đầu tiên là anh em giúp mình tạo một cái tài khoản trên sàn Binance. Bước thứ hai là mình sẽ mua đồng USDT, mình sẽ mua bằng tiền Việt Nam đồng với cái giao dịch Binance P2P. Hoặc là nếu anh em có USDT thì mình có thể nạp vào sàn để mà mua. Bước thứ ba, sau khi đã mình có USDT thì mình sẽ đặt lệnh mua ETH trong cái giao dịch spot. Và khi mà mình đặt lệnh mua thành công thì mình có thể lưu trữ. Ở đây thì mình sẽ chọn lưu trữ, mình có thể lưu trữ một trong số các cái ví sau đây. Đầu tiên thì mình có thể lưu trữ trực tiếp ở trên sàn Binance luôn. Hoặc nếu không thì anh em có thể chuyển về một trong số các cái ví nóng, ví dụ như ví Trust Wallet, rồi ví MetaMask. Hoặc là mình có những cái ví trữ lạnh, ví dụ như ví Ledger Wallet. Đó, thì tùy thuộc vào cái số lượng và mục tiêu mà anh em muốn hướng tới thì anh em có thể sử dụng một trong các cái ví này. Ở đây trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em những cái bước cơ bản nhất. Còn là ví dụ như những cái bước như là hướng dẫn tạo tài khoản rồi nạp rút ở trên sàn Binance thì mình đã có làm một cái video hướng dẫn chi tiết rồi. Những anh em nào mà chưa biết cách tạo và cách để mà nạp rút coin thì anh em xem lại cái video trên kênh của mình. Đây là video hướng dẫn sử dụng ATH sàn giao dịch Binance. Cái thứ hai là khi mà mình giao dịch Binance P2P, tức là mình mua coin bằng tiền Việt Nam đồng, thì mình sẽ hướng dẫn anh em trong cái video này. Đó, thì mình sẽ nói qua các cái bước làm. Còn cụ thể hơn thì anh em xem lại giúp mình hai cái video này. Thì mình sẽ để cái đường link của hai video này ở dưới phần mô tả, thì anh em vào đó xem giúp mình nha. Tiếp theo là mình đi vào các cái bước. Bước đầu tiên là anh em tạo giúp mình một tài khoản trên Binance. Ở đây thì mình sẽ để link đăng ký ở phía dưới phần mô tả cộng với cái hướng dẫn. Rồi sau khi mà anh em đã có tài khoản rồi thì anh em đăng nhập vô cái tài khoản giúp mình. Rồi sau khi anh em đăng nhập vô cái tài khoản Binance thì bước tiếp theo, bước thứ hai là mình sẽ vào cái phần mua crypto, chọn giao dịch P2P. Đây là nơi mà mình sẽ đặt những cái lệnh mua coin và bán coin bằng tiền Việt Nam đồng có trong cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì thật ra mình sẽ có thêm một cách nữa để mà mình mua ETH trực tiếp bằng tiền Việt luôn. Thì ở trong này nó sẽ cho mình mua ETH. Đây nó có cái tab ETH này, thì anh em sẽ chọn vào cái tab này. Thì mình sẽ thấy những cái người mà họ đặt những cái lệnh mua và bán ETH ở đây. Đây là lệnh mua đó. Mình chọn cái đồng Việt Nam đồng thì anh em sẽ thấy nó sẽ hiển thị ra cái số người để mà đặt lệnh mua. Mình có thể chọn một trong số những cái người này để mình mua tùy theo cái số lượng và giới hạn mua của mình. Nhưng mà lý do mà mình không chọn cái cách mua này, tại vì anh em thấy cái giá trên thị trường, giá của đồng ETH trên thị trường nó tăng và nó giảm liên tục theo từng giây luôn. Mà mình thấy ở đây thì giá nó sẽ cập nhật khá là chậm hơn đó. Mà mình cũng không đặt những cái lệnh treo được. Ví dụ như mình muốn mua, ví dụ đây này mình thấy là hiện tại cái đồng coin này đang bán với giá là 65 triệu chẳng hạn, mà mình muốn mua nó với mức giá 60 triệu thôi thì mình không đặt những cái lệnh treo được đó. Thay vì như vậy thì mình sẽ chọn cách thứ hai. Cách này thì mình sẽ mua USDT trước đó. Thì ở đây thì mình cũng sẽ mua, nhưng mình mua USDT đó, mình sẽ chọn mua một trong số những người này. Khi mà mình đã mua được rồi thì mình sẽ tới vào cái bước thứ ba, đó chính là mình sẽ đặt cái lệnh giao dịch ở trong giao dịch spot đó. Thì mình sẽ vào cái phần giao dịch, chọn đơn giản.
Rồi thì ở trong phần này là nơi mà mình sẽ đặt những lần mua và bán ETH. Ở đây đầu tiên anh em chọn giúp mình là vào cái ô tìm kiếm đó ETH. Ở đây mình chọn ETH USDT, tức là mình sẽ mua ETH bằng đồng USDT. Rồi mình kéo xuống phía dưới thì mình sẽ thấy nó có cái ô là mua. Đó. Lúc này thì mình sẽ đặt lần mua vào đây với cái giá mà mình muốn ở trong cái ô giá này. Cái ưu điểm của cái cách đặt lần này là mình có thể treo, mình có thể đặt những cái lần treo. Đây. Nên là ví dụ nha, là cái giá thị trường của ETH là 2.726, mình muốn mua về cái giá nào đó thì mình có thể gõ vào cái ô này. Ví dụ mình muốn mua thấp hơn thì mình muốn mua 2.300, là mình muốn mua ETH với giá đó. Rồi lúc này mình sẽ kéo cái thằng này đi tùy theo cái số lượng và cái vốn của mình. Ví dụ mình có thể sửa lại ở đây là mình có thể mua 0.01 đấy đó. Rồi lúc này thì mình sẽ chọn mua ETH, tức là ở đây là cái lệnh của mình nó sẽ nằm ở trong cái cửa sổ chờ, và ở đây nó sẽ có cái mức giá này đó. Lệnh này nó có nghĩa là khi mà giá thị trường nó giảm xuống là 2.300 thì nó sẽ lập tức nó thực hiện cái lệnh mua cho mình với cái số lượng mua là 0.01 ETH đó. Cái cách này nó sẽ tối ưu hơn, tức là trong cái phần mà mua crypto này này, trong phần giao dịch P2P này này, là nó cũng sẽ cho mình mua ETH nhưng mà mình không thể đặt lệnh treo được, tức là khi mình vào mình mua là mình phải mua về cái giá thị trường đó. Nhưng mà ở đây thì nó tối ưu hơn là mình có thể chọn mình treo một cái lệnh với cái giá mà mình muốn đó. Còn nếu như em muốn mua nhanh thì mình có thể chọn cái mức giá sát với cái mức giá này luôn. Ví dụ 2.725 thì mình cứ gọi vào đây 2.725 đó, thì nó sát cái giá của thị trường thì nó sẽ khớp lên lập tức cho mình đó. Rồi bây giờ ở đây khi mà anh em đặt lệnh mua và lệnh đó đã khớp rồi, mua thành công rồi thì coin nó sẽ nằm ở trong phần vị fiat and spot này. Rồi ở đây thì anh em chọn một cái phần tìm kiếm coin và mình gõ ETH thì nó ra cho mình đó. Đây đồng ETH này, và mình thấy tổng số dư của mình nó nằm ở đây đó. Như vậy là mình đã mua thành công rồi. Lúc này thì anh em có rất là nhiều lựa chọn. Thứ nhất là mình có thể trừ trực tiếp coin ở trên sàn đó. Ví dụ như như thế này là mình đang trừ coin rồi, đang trừ coin ở trên cái vị của sàn Binance rồi đó. Còn nếu không là mình có thể chuyển, đây mình chọn cái phần rút tiền này, mình có thể chuyển về những cái vị cá nhân của mình tùy theo cái số lượng và mục đích lưu trữ của mình. Ví dụ mình muốn lưu trữ dài hạn thì mình sẽ chọn những cái vị cứng, tức là mình sẽ chọn những cái vị lành, ví dụ như cái vị Ledger Wallet đó. Cái vị đó là một trong những cái vị mà rất nhiều người sử dụng đó. Hoặc nếu không mình muốn trừ trên những cái vị trên điện thoại thì mình có thể chọn cái vị MetaMask này hoặc là cái vị Trust Wallet đó. Thì mình sẽ chọn vô, thứ nhất là mình sẽ nhập cái địa chỉ ví của người nhận này, tức là cái địa chỉ ví mà mình muốn rút về đó. Đó. Bây giờ giả sử như mình muốn rút về trên cái vị Trust Wallet đi, thì mình sẽ lấy cái đồng sẽ lấy cái địa chỉ ví của đồng ETH này ở trên vị Trust, sau đó mình nhập vào cái ô này đó, mình nhập vào cái ô này đó. Lúc này thì mình giả sử này, mình lấy cái địa chỉ ví này đó, mình lấy đây là địa chỉ ví trên cái vị Trust của mình đi, đây địa chỉ ví ETH trên vị Trust của mình này đó, mình dán nó vào đây. Rồi lúc này thì mình sẽ chọn cần mạng là Ethereum, chọn mạng ETH này đó. Thì khi mà mình rút về thì nó sẽ có, thứ nhất là cái phí rút là hiện tại cái sàn Binance họ sẽ lấy là 0.005 ETH đó. Lúc này thì mình sẽ chọn vào cái phần rút coin này, nhập số lượng vào đây, ví dụ như mình chọn tối đa đi đó. Rồi thì nó sẽ tính cho mình là trừ đi phí thì mình sẽ nhận được số coin ETH này. Rồi sau đó nên nhận giúp mình cái nút gửi đi thì nó sẽ về cái vị trust của mình thôi đó. Thì đó là cái cách để mà mình rút coin đó. Những cái vị khác thì mình làm tương tự, ở đây thì mình sẽ cần nhập cái địa chỉ vị mà mình nhanh vị nhận của mình thôi đó. Chọn đúng cái mạng lưới, sau đó nhập số lượng và nhận gửi đi là xong. Rồi thì đó là hướng dẫn anh em cách để mà mua đồng ETH. Rồi bây giờ là sẽ hướng dẫn anh em cách để mà bán đồng ETH. Rồi ở đây để mà bán ETH thì mình sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là mình sẽ chuyển ETH của mình từ cái ví lên trên sàn Binance. Thì sau khi mình chuyển xong rồi thì bước thứ hai là mình đặt những cái lệnh bán ETH ở trong giao dịch spot để mình bán ra những cái đồng coin khác, ví dụ như USDT đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hai bước này. Rồi bước đầu tiên là anh em sẽ nạp coin lên sàn. Để mình nạp coin thì mình sẽ chọn vào cái phần là mình tiếp tục mình gọi là ETH ở đây. Rồi mình sẽ thấy cái đồng ETH, sau đó anh em giúp mình chọn cái phần nạp. Nạp ở đây thì nó sẽ cho mình một địa chỉ, đây địa chỉ này này. Đó, đây là địa chỉ ví của sàn thì mình sẽ nạp coin lên trên này. Sau
Ví dụ như đây mình có coi ở trên cái vị chất chẳng hạn, thì mình sẽ vào cái vị chất. Rồi thì mình ở đây mình giả sử mình có coi đồng ETH ở trên vị chất này, đây là vị chất của mình đi. Đó. Thì lúc này thì anh em sẽ chọn vô cái đồng ETH này, chọn vào đây. Đó, nó sẽ có cái phần gửi này. Mình sẽ chọn vào cái ô gửi này. Đó. Lúc này cái phần địa chỉ người nhận đó, đây địa chỉ người nhận này. Cái ô này này. Đó. Là mình sẽ copy cái địa chỉ bên này. Đó, mình chọn cái copy đây, sau đó mình dán nó vào bên này. Hoặc là nếu như không thì mình có thể quẹt cái mã này, chọn cái dấu gạch ngang này, mình quẹt cái mã QR này, bên đây này. Nó có cái mã QR này, mình kéo mình quẹt cái mã này thì nó cũng sẽ nhập cái địa chỉ ví của mình. Nhập cái địa chỉ ví cái đây này. Đó là nhập cái địa chỉ này vào cái phần địa chỉ người nhận. Đó, cho thằng là mình sẽ nhập cái số lượng ETH thôi. Đây, ví dụ như mình muốn gửi tới là 0.02 chẳng hạn đó, mình giả sử như vậy đi. Rồi sau đó anh em giúp mình nhận cái mục tiếp tục này. Nó sẽ có cái phần xác nhận giao dịch thì mình sẽ thấy là mình sẽ có chút xíu phí mạng này, đó nó có phí mạng và tổng số công mình gửi, sau đó anh em nhận cái được gửi đi. Đó. Đó thì mình sẽ tùy thuộc vào cái mạng blockchain thì nó sẽ tầm khoảng đến vài từ 3 cho tới 5 phút thì nó sẽ sang cái vị của sang thôi, thì mình sẽ thấy nó có cái tổng số dư của mình nó sẽ hiện thị ở đây. Rồi sau khi mình đã chuyển thành công rồi thì bước thứ hai là mình đặt lệnh. Mình chọn lại giao dịch, chọn đơn giản. Tương tự như lúc nãy thôi thì ở đây mình sẽ gõ vào cái phần tìm kiếm này, mình gõ ETH này. Đó. Chọn lại cặp ETH USDT, ví dụ mình muốn bán ra USDT. Đó, thì mình chọn lại cặp này. Rồi ở đây thì anh em kéo xuống giúp mình này. Thì lúc nãy là mình chọn bên mua, bây giờ thì mình sẽ chọn bên bán này, đây cái phần bán này. Đó. Lúc này thì mình cũng làm tương tự thôi, là mình nhập vô cái giá bán này. Đó. Bây giờ giá là đang 2.700 thì mình muốn bán thì đương nhiên mình muốn bán cao hơn, ví dụ như mình muốn bán là 3.000 đi. Đó. Rồi, bây giờ mình kéo cái số lượng mà mình muốn bán ở đây, đó. Mình kéo lên, ví dụ đây mình muốn bán 0.04 này. Đó. Rồi, lúc này thì nó sẽ thanh tiền cho mình, mình nhận được cái số coin này 120 đồng của USDT. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái lệnh bán này. Đó. Nó sẽ nằm trong cái cửa sổ chờ, tức là khi mà giá thị trường nó tăng lên đạt tới 3.000 thì nó sẽ khớp cái lệnh này của mình. Đó, như vậy thôi. Thì cách bán là như vậy thôi. Đó. Rồi thì mình nếu mà mình muốn bán nhanh, mình hủy lệnh đi, muốn bán nhanh này thì mình sẽ chọn giá sạc về cái giá thị trường đấy là 2.711, kéo cái thanh lên hoặc là nhập số coin trong đây. Rồi lúc đó mình nhập cái lệnh bán thì khi mà giá nó gần như thế này thì nó sẽ khớp ngay lập tức cho cái lệnh của mình. Rồi cuối cùng là khi mà mình bán xong thì nó sẽ nằm trong USDT, nó sẽ nằm trong vị fiat and spot này của mình này. Đó. Thì khi mình bán thành công thì mình sẽ thấy coin nó sẽ nằm ở trong này. Và cái số coin này thì mình có thể đây mình sẽ chọn lại cái phần mình chọn USDT. Đó thì mình sẽ thấy cái số dư của mình khi mà mình bán thành công thì nó sẽ có cái số dư USDT nằm ở đây. Và cuối cùng là nếu anh em muốn chuyển nó sang tiền mặt thì mình sẽ chọn vào cái phần mua crypto, chọn giao dịch P2P ở trong này. Đây ở trong này thì mình muốn bán USDT của mình sang tiền Việt thì mình sẽ chọn vào cái ô bán màu đỏ này. Đó. Thì cũng tương tự như khi mua thì mình sẽ chọn cái người mà mình muốn bán thôi. Đó. Đó như vậy là cái cách để mà mình bán đồng ETH của mình ra USDT hoặc là mình sẽ bán về tiền Việt về ngân hàng của mình. Đó. Rồi. Hy vọng là qua video này thì anh em sẽ biết được cái cách để mà mua bán đồng Ethereum như thế nào. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem video và nếu thấy hữu ích thì cho mình một like, một sub để ủng hộ kênh cũng như là cập nhật thêm nhiều cái video mới trên kênh. Rồi xin cảm ơn anh em. Thank you.